Xin biết chào quý vị các bác, quay lại kênh của Viết Phú. Hôm nay em có đi ra quán để mua mấy cái dây AV 2 đầu 3 đầu cho anh Linh ở bên Hà Nội và một anh ở trong miền Nam. Dây này là dây của Elecom, đây có chữ của nó này. AV của Elecom này, đây. Đây, Elecom nhé, High Quality Cable, dây cáp chất lượng cao nhé. Thì em ra đây em mua cho anh Linh cái dây này cộng với một chuột cho em, và anh Linh có mua một cái đầu giải mã DAC Luckman D200. Thì em gửi con đấy về Việt Nam thì giá mua bên này cả tiền ship vận chuyển đến cho em cộng với công thì là nó là 16.500.000 đồng, hàng rất là mới. Tí này em sẽ review cho bác xem mới tinh tinh ấy. Còn ở đây thì em đến đây có luôn con mấy con Luckman ở đây và Acuphay, thì em sẽ quay ra bác xem về Acuphay. Có rất nhiều bác hỏi con Acuphay, âm ly Acuphay, nhưng mà rất ít hàng nên là em cũng không quay được. Trước nó có bên này có con Acuphay nhưng mà con power ampử, con này con âm ly công suất của Acuphay, muốn hát hò được thì lại vẫn phải thêm một cái con âm ly gì nữa. Đấy thì đây có cục đẩy mà thứ gì này, audio lab này. Và quay thông tin lại với con Acuphay này cho các bác xem, vì rất nhiều bác hỏi. Acuphay này là P500. Con này sản xuất là 1984. Hàng mới nó là tầm 120 triệu gì đó, 130 triệu gì đó. Hàng cũ bây giờ giảm giá xuống còn 36,5 thì rồi về tầm đấy thì thời điểm hiện tại nó tầm 38 triệu tiền Việt Nam, 35 triệu tiền Việt Nam đồng gì đấy, đối với tỷ giá yên hiện tại. Một đồng yên bằng 220 đồng Việt Nam. Công suất xuất lực của nó 250 cộng 250 8 ôm 2 kênh. Hay là 500W. Đấy thì ở đây thì gì đây? Con này hàng đây là hàng như rất là mới này, rất là những người ta ghi đây như là hàng ghi thông tin là hàng rất mới này. Ở đây thì nó có cái kim đồng hồ hai bên thôi, xuất báo công suất ở hai bên thôi, kịch là 250 một bên, 250 bên, tổng là hai thằng này lên là 500. Đấy, rất mới này, stereo âm đi model P500. Đấy, nó cũng khá nặng nên là em không quay ra phía sau để xem nó thông tin phía sau cho các bác xem. Thì chắc là cũng Acuphay thì sản xuất mấy nước châu Âu sang thôi, chứ cũng chắc là không phải sản xuất ở Nhật Bản này. Sang bên này là cũng có 1500 RE này, một số bác hay hỏi này, tiện em quay luôn nhé. Còn là hình như trước em cũng có quay rồi, nhưng mà cũng nhiều bác có thể chưa theo dõi hết các video của em, hoặc là không theo dõi, chỉ theo dõi một vài video thôi. Thì các bác cũng hỏi là có đến ông PMA 1500 RE không, thì câu trả lời là đây, nó có đây các bác. Rất ngon, rất mới, mới tinh tinh tinh. Con này đây, Integrium Pử PMA 1500 RE, sản xuất đời 2013 thôi. Bảo hành 6 tháng, giá của nó thì hiện tại khoảng tầm 12 triệu đồng. Ở bên này chưa ra khỏi quán, con này nặng tầm mười mấy cân. Ủa nặng lắm. Uff, 20 cân đến nơi đấy. Giá mới là khoảng 25 triệu, giá cũ bây giờ khoảng 12 triệu. Một suất xuất lực 140W, 70 cộng 70 công với điện trợ 8 ôm, 5 đến 100kHz tần số. Phụ kiện đi kèm thì có dây nguồn, dây AC, điều khiển và setup bự gai độ là cái hướng dẫn sử dụng ở đâu nhát sau, nhát dưới hoặc là trong hộp. Nặng lắm các bác, khó xoay ra xem cho bác xem. Đây em sẽ quay cho bác xem cái bề ngoài nó rất là mới, rất là mới, rất đẹp. Đấy, đây là con PMA 1500 RE nha bác. Rồi xuống con Acuphay này, nãy giờ đây. Acuphay E301. Con này chắc là nặng 2 20 cân.
cái giấy các thứ vẫn bọc trong túi bóng hết nên là không người ta xem được. E301 Accuphase, giá mới khoảng tầm 40 triệu, hơn giá cũ bây giờ là tầm 17 triệu, 17-18 triệu gì đó. Công suất là 1981, công suất xuất lực 280W, hai đường xuất, một đường 140W với 140W và 4 ôm điện trở. Còn đối với 8 ôm điện trở thì nó lại là xuất lực hai đường mỗi đường 110W, còn với điện trở 16 ôm thì xuất lực hai đường mỗi đường 55W đấy. Thì tần số thì nó rơi vào 20Hz đến 20kHz. Phụ kiện đi kèm của giấy thuyết minh đây, có dây cáp, dây AC adapter đấy, cũng còn rất là đẹp, rất là mới. Nhà rất mới đây, bác hai bên có hồi gỗ này, ở xung quanh là hồi gỗ, hộp gỗ này. Cũng có nhiều bác hỏi về Accuphase nhưng mà con này nó cũng khá là cao, 8,2 thì nó cũng khá đắt. Vì dòng này thực ra là nó rất là đắt, ở trên đấu giá thì nó cũng rẻ nhất rơi vào tầm 7 man, cao nhất thì rơi tầm 10 mấy man, mấy chục man cũng có. Rồi, phía bên này là một con Denon PMA 2000. PMA 2000 thì cũng có rất nhiều bác hỏi, thì nhân tiện em thấy nằm đây thì nó cũng có, em cũng quay luôn nha bác. PMA 2000 này bác, giá bây giờ là 38.500. Con này nằm đây rất lâu rồi, hình như năm ngoái em xem em quay vẫn còn đây, rất là ít người chơi con này nên là không ai mua. Trước có một anh trong miền Nam có nhờ em mua con này nhưng gửi về bên Nhật đây, sau không biết là có cái anh em bên người Nhật đấy ở bên Nhật đấy thì không biết sao không cầm cho hay như thế nào, sau lại bảo không mua nữa hay là thôi. Ủa, nó nặng lắm, ôi trời nặng quá bác, nó xuất 1996 rồi, khá mới. Bảo hành 6 tháng, giá này rơi tầm 8,5 triệu Việt Nam đồng bây giờ đấy. Xuất lực 320W đối với 4 ôm 2 đường xuất và 160W một đường. Phụ kiện thì có dây nguyên điện, dây AC adapter, người ta ghi có bị xước và bị vết bẩn nhưng người ta không bọc cái túi bóng ngoài nên là cũng không tránh được. Về hàng cũ 1996 cũng không tránh được cái việc đấy, là chuyện bình thường thôi. Rồi rất đẹp, có nhiều chức năng, tape 1, tape 2, phone, CD, tone, DVD, AUX1, AUX2 đấy. Âm ly thì đa số mà em đi bên Nhật thì là âm ly chơi nhạc thôi, chứ còn âm ly hát hò thì nó lại phải thêm bộ vang, bộ chỉnh mic khác nữa. Một đây là Marantz PM5005. Cũng có một số bác muốn tìm mấy con CD kiểu vậy, con này rẻ này, 24 triệu bạc, 2014, xuất lực là 40W với 8 ôm và 55W với 4 ôm. Phụ kiện thì đầy đủ hết, điều khiển, dây nguồn, dây adapter đấy, bọc trong túi rất là mới, bảo hành 6 tháng luôn, mới tinh tinh á. Con này còn line new. Đây mấy thằng Nhật nó đi qua nó thấy em đứng quay video, em đứng nhìn cái kiểu chuyện lạ lắm. Còn đây là mấy con nó nhân tiện cạnh cái con Accuphase thì em quay luôn. Còn có mấy con như Denon, Sansui 607 AU này, Alpha 607 KX, con này cũng giá 8 triệu, chưa ra khỏi quán. Xuất lực 180W đối với 8 ôm và 210W đối với 6 ôm. Phụ kiện này không có cái gì, chỉ có dây điện thôi. Đấy, con này thì trước em cũng quay rồi, giờ cũng thôi quay sơ sơ lại cho bác xem thôi, chẳng quay nữa. Và bên kia cũng có con Naku Sansui nữa hay sao? Sansui 607. Đâu nhỉ? Marantz CD này. Đây không có AU 607 AU này. Alpha con này có giá 3,3 triệu.
sản xuất nhìn 1986 tháng 4 1986 quanh 6 tháng xuất lực 180W đối với 8 ohm. Đấy, phụ kiện thì không có gì ngoài cái dây nguồn cắm vào nó thôi. Đấy là mấy con hôm nay em quay qua cho bác coi. Đấy thì cảm ơn các bác luôn ủng hộ kênh của em trong thời gian vừa qua. Lóc men gì đây thì cũng rất là chân thành cảm ơn các bác đóng góp ủng hộ trị giáo trong quá trình em làm kênh. Vì em xuất phát từ một người thích nghe loa thôi, nhưng chưa có thời gian đầu tư vào để tìm hiểu về loa đài. Thì sang đây tiện thì em hay đi mua đồ, em quay cho các bác xem, thì giờ cũng vừa quay vừa học. Nhờ các bác đầu tư thời gian xem kênh ủng hộ rồi chỉ giáo nên quay cái gì, nên tập trung cái gì, thì cũng hoàn thiện dần dần, thì cũng phát học hỏi dần dần. Thì nhờ chân thành cảm ơn tất cả các bác đã chỉ giáo đỡ. Còn em thì về máy tính thì em sành hơn thôi, em cũng có thời gian gọi là đầu tư học hành ở trường đại học, thì em cũng ngoài thời gian học ở môn chuyên ngành cơ khí thì em cũng nghịch ngợm với máy tính nhiều, nên em cũng biết đôi tí, nên em có thể là xử lý được, nên em hay làm máy tính. Rồi em chân thành cảm ơn các bác, các bạn xem kênh mà có nhu cầu máy tính thì cũng cứ alo cho em phát là em sẽ tìm những con vừa chất lượng ok, vừa rẻ và hoàn toàn thể cài đặt được tất cả các thứ cho bác, nên các bác yên tâm. Và xin cảm ơn, hẹn gặp lại các video lần sau.